Em xin kính chào thầy Dương Đông Hiếu cùng các anh chị trong group. Em rất là vui khi được thầy cũng như các anh chị trong quản trị viên đã duyệt cho em vào trong nhóm. Em chân thành cảm ơn. Sau đây em xin tự giới thiệu bản thân của mình ạ. Em tên là Huỳnh Văn Cường. Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Năm nay em 30 tuổi và công việc chính của em là thợ chụp hình. Với mong muốn của em là được giao lưu học hỏi cùng thầy cũng như các anh chị em trong nhóm để cùng chung tay giúp đỡ xây dựng trên con đường tự do tài chính của mình. Cuối cùng em không biết nói gì hơn, xin chúc thầy cũng như các anh chị em trong nhóm thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Em chân thành cảm ơn.